ty chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được xác định là vấn đề quan trọng của chính phủ trong những năm gần đây và thời gian tới. Chính phủ cũng như Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước tập trung thực hiện đẩy mạnh cổ phần hóa cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Hàng loạt các chỉ thị, chỉ đạo, văn bản để thúc đẩy nhiệm vụ này được hoàn thành. Nhiều cơ chế chính sách, trong đó có một số cơ chế chính sách quan trọng đã được ban hành phục vụ quá trình sắp xếp cổ phần hóa cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được với nhiều lý do khác nhau thì việc thực hiện cổ phần hóa thoái vốn vẫn còn chậm, chưa đạt được tiến độ kế hoạch đề ra. Vậy cổ phần hóa vì sao chậm? Giải pháp và định hướng cổ phần hóa và thoái vốn năm 2018 là gì? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này. Thưa quý vị, năm 2017 đã có 10 đơn vị thực hiện thoái vốn theo quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 8 đơn vị thuộc kế hoạch năm 2017 và 2 đơn vị thuộc kế hoạch năm 2018. Năm 2017 được đánh giá là một năm chủ trương này đi vào thực chất và có hiệu quả. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về điều này. Tại các doanh nghiệp thuộc SCIC quản lý trong năm 2017, SCIC đã bán vốn tại 40 doanh nghiệp với giá trị là 1.903 tỷ đồng, thu về 21.639 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm cả số thoái của Vinamilk trong năm 2016 với giá trị sổ sách là 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng và thoái trong năm 2017 với giá trị sổ sách là 247 tỷ đồng, thu về 8.990 tỷ đồng. Theo đại diện của Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước, năm 2017 đã chứng kiến bước đi quyết liệt của chính phủ trong quyết tâm thoái vốn cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước. Điều này thể hiện thông qua các quy định về các ngành nghề mà nhà nước có thể nắm giữ. Những ngành nghề nào nhà nước sẽ nắm giữ 50% vốn đến 6 năm. Những ngành nghề nào nhà nước nắm giữ 100% vốn. Và những ngành nghề nào mà nhà nước sẽ tiến hành thoái vốn để nhà nước không nắm giữ và thoái vốn để cho các thành phần kinh tế khác, các nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác trong và ngoài nước tham gia. Thế thì cho nên là chúng ta thấy rằng là hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh tế nhà nước sẽ dần dần sẽ thoái và thay thế bọn nó là các nhà tư nhân. Thì đấy là một cái bước đi mà rất rõ ràng, minh bạch của chính phủ. Ngày 18 tháng 12, gần hơn 343 triệu cổ phần nhà nước tại Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sapeco, tương đương với hơn 53% cổ phần, đã được hai nhà đầu tư mua toàn bộ. Trong đó có Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Nam Beverage, đơn vị có 49% cổ phần Thái Phép của Thái Lan. Thương vụ này đã giúp nhà nước thu về gần 110.000 tỷ đồng. Trước đó, 3,33% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk cũng được đưa ra đấu giá, cũng đã được đấu giá thành công khi có một tập đoàn của Singapore chi ra 8.990 tỷ đồng để mua chọn lô đấu giá này. Hai phiên đấu giá thành công nêu trên đã chuyển đi một thông điệp. Nhà đầu tư nước ngoài đang rất mong chờ những phiên thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp lớn trong năm 2018. Những cái tên sắp tới sẽ là Mobifone, PVOI, PV Power, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn. Để mà thu hút được dòng tiền thực sự lớn, đặc biệt là dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài, thì chúng ta cần các cổ phiếu vốn hóa lớn, thực sự lớn, và đây là những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh. Đến thời điểm này, cái chính sách cổ phần hóa của Việt Nam ấy, nó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho nhà đầu tư nước ngoài để tham gia thị trường. Thứ hai nữa là quy mô của các đợt bán vốn nó đủ lớn để tạo nên cái sự hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Và cái thứ ba ở đây ấy, là tài sản được đem ra bán, cụ thể là cổ phần của các doanh nghiệp được đem ra bán trong cái đợt thoái vốn từ năm 2017 đến 2020, phần lớn là những doanh nghiệp rất tốt. Đối với thoái vốn đầu tư vào các ngành không thuộc ngành sản xuất kinh doanh chính của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, năm 2017, các đơn vị cũng đã thoái được 182 tỷ đồng, thu về 292 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và thoái được 1.803 tỷ đồng, thu về 2.953 tỷ đồng tại các lĩnh vực khác ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm.
Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, cả nước phải hoàn thành cổ phần hóa 127 doanh nghiệp nhà nước, trong đó năm 2017 là 44 doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2017 thì đã cổ phần hóa được 40 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này hầu hết đều là những doanh nghiệp có vốn hóa lớn và đứng đầu trong các lĩnh vực. Việc cổ phần hóa và thoái vốn không phải dễ dàng. Tuy nhiên, nhìn chung thì quá trình này vẫn diễn ra khá là chậm và chưa đạt được tiến độ. Vậy nguyên nhân là do đâu? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Nguyên nhân của sự chậm trễ của quá trình cổ phần hóa đến từ nhiều phía. Ngay kể cả phương thức đấu giá hiện tại cũng đang còn nhiều hạn chế. Trong khi đấu giá theo phương thức dựng sổ đã được nhắc đến từ lâu và áp dụng trên các nước, nhưng ở Việt Nam vẫn chưa được sử dụng. Các hình thức thoái vốn thì nó đòi hỏi phải đa dạng và nó phải hội nhập, nó phải phù hợp với thông lệ quốc tế. Thì tại sao chúng ta lại cứ giới hạn và thiếu đi rất nhiều hình thức? Mà trong những trường hợp cần thiết thì chúng ta phải áp dụng dựng sổ đấy, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy đâu cả. Nó rất cần thiết cho những cái trường hợp mà ví dụ như nếu mà M&A sao bán tới trên 51% thì sao? Đấy là những cái vấn đề mà chúng ta không thể đem ra, chúng ta sử dụng các hình thức mà chúng ta hiện có bây giờ thì nó lại chưa chắc đã phải phù hợp và hiệu quả. Thế tại sao không đấy? Thì tôi cũng rất mong muốn là các cơ quan quản lý nhà nước sớm có những cái đó để chúng ta có thể sử dụng một cách linh hoạt và hiệu quả. Nó có khuôn khổ pháp lý, nó có cái quy định của pháp luật thì chúng ta thực hiện được. Thì rồi chúng ta sẽ đóng góp vào cái sự phát triển chung. Theo các chuyên gia, việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đặc biệt khó khăn. Việc phân chia doanh nghiệp cổ phần hóa thành các đối tượng nhà nước nắm giữ trên 65%, 50% và dưới 50% cổ phần vừa phức tạp về cách phân loại, vừa tạo tâm lý e ngại về quyền kiểm soát lớn của nhà nước sau cổ phần hóa. Các chuyên gia dự báo, việc bán vốn các doanh nghiệp nhà nước trong năm tới sẽ lớn hơn nhiều, nhưng nếu không có những giải pháp đồng bộ thì khả năng ấy vẫn sẽ xảy ra và không đạt được kết quả như mong đợi. Cái điểm đặc biệt của sự bán vốn nhà nước trong năm 2018 ấy là cái khoản mà nhà nước bán ra nó đủ lớn. Nó dẫn đến các cái giao dịch ở quy mô lớn và nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao để thực hiện các giao dịch đó. Thì những cái việc này ấy là trước đây là chưa từng có và nó mới chỉ bắt đầu xảy ra ở thời gian quý 4 năm nay và nó sẽ được tiếp tục trong năm sau. Đẩy nhanh cái cổ phần hóa ngay từ cái quý 1 là chính phủ cũng chủ trương là quý 1 năm nay là sẽ thực thi các giải pháp từ ngay từ đầu quý 1 để mà cổ phần hóa. Thì thoái vốn lúc này là thời điểm thuận lợi nhất để nhà nước thu được tiền và hút được dòng vốn nước ngoài. Những cái thành công như Vinamilk vừa qua hút cái dòng vốn của nước ngoài vào thì nó cũng thúc đẩy cái tăng trưởng. Cái thứ hai nữa là các ngân hàng hiện nay yêu cầu là phải nâng vốn theo tiêu chuẩn 3:2 thì đây là cơ hội các ngân hàng thương mại phải huy động vốn trên thị trường để mà nâng cao năng lực tài chính và từ đó xử lý nợ. Khi cái chất lượng của ngân hàng nó tốt hơn thì hiệu quả tín dụng tốt hơn và khả năng giảm lãi suất, khả năng cung ứng vốn cho thị trường nó tốt hơn. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy quá trình này, cần đảm bảo tính minh bạch và rất cần sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp, các nhà đầu tư thực sự trên thị trường. Với những diễn biến của năm 2017, năm 2018 được đánh giá là năm bản lề trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Vậy trong năm 2018, những doanh nghiệp nào sẽ được tiến hành cổ phần hóa và thoái vốn? Làm thế nào để tiến trình này diễn ra có hiệu quả? Phóng viên của kênh truyền hình VTV chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông và xin cảm ơn ông tham gia trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình VTV. Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong năm 2017 ạ? Khâu tổ chức thực hiện thì chưa quyết liệt, các khâu vẫn còn là chậm. Tuần đầu năm thì có thể vẫn là túc tắc, nhưng cuối năm thì đứng tiến độ thì chúng ta có đẩy nhanh nhưng không kịp, bởi vì nó phải cả một quá trình về đất đai, về xác định nghiệp. Cho nên là kết quả đạt được của 2017 thì so với cái số lượng thì chúng ta là tính sơ bộ đến 20 tháng 12 là 45 doanh nghiệp. Nhưng mà so với kế hoạch thì chúng ta mới chỉ đạt 5 được, mới được là 21 trên 44 doanh nghiệp cho cái kế hoạch của 2017. Thế còn về thoái vốn thì chúng ta cũng đã có danh mục thoái vốn rồi. Chính phủ đã công khai từng năm một. Thế tuy nhiên quá trình thực hiện thì về số lượng thì chúng ta đạt. Có những thương vụ lớn như Sabeco, Vinamilk và những cái danh mục khác. Nhưng mà tổng thể chung thì vẫn là khiêm tốn.
Do đó thì cái bài học rút ra của 2017 này là chúng ta cần phải có cái công tác chuẩn bị, rồi công tác giám sát, đôn đốc kiểm tra đối với các doanh nghiệp, các cơ quan đại diện sở hữu, các bộ ngành thì mới đảm bảo được kế hoạch của 2018 nó cán đích như mong muốn. Vậy thì trong năm 2018 thì Bộ Tài chính có đưa ra những cái giải pháp gì để có thể thúc đẩy quá trình này nhanh hơn và hiệu quả hơn ạ? Là năm 2018 thì chính phủ sẽ quy định rõ nội dung cụ thể, hay nói cách khác là chúng ta sẽ hành động nhiều hơn. Vấn đề là chúng ta đưa ra kế hoạch có sẵn hết rồi. 2017 đã ban hành kế hoạch rồi thì 2018 sẽ triển khai hành động từ ngay từ đầu tháng đầu của năm 2018. Thế muốn vậy thì các bộ ngành là phải lên ngay được cái danh mục và phải triển khai ngay các cái danh mục cổ phần hóa và thoái vốn của 2018. Và nên nhớ rằng gì, cả những cái kế hoạch của 2017 chưa xong chuyển sang thì chúng ta phải làm quyết liệt và phải có tiến độ. Trong quá trình làm, vướng mắc kịp thời báo cáo. Thì thực ra thì cái vướng mắc lớn thì đã được tháo gỡ rồi, chỉ có vấn đề là xử lý những tình huống thì cái đấy các bộ ngành và chính phủ sẵn sàng hỗ trợ. Vấn đề thứ ba hai nữa là gì, là giám sát. Mặc dù là các bộ đã chủ động triển khai vân vân nhưng chúng ta vẫn phải giám sát, kiểm tra, đôn đốc thì mới đảm bảo được là gì, tiến độ, đảm bảo được chất lượng. Vấn đề nữa là cuối cùng nữa là vấn đề công khai thông tin, phải công khai thông tin. Công khai thông tin ra thì rõ ràng là các bộ ngành mới thấy được trách nhiệm của mình, người dân mới thấy được tiến độ chính phủ ở đâu, và có những cái dự án có thể nó không triển khai nhanh được, nó vướng nguyên khách quan, cả nguyên chủ quan mà ngoài ý muốn của chính phủ, thì người dân ở khu vực đó, người lao động đó, người ta nắm được, người ta sẽ chia sẻ và người ta cũng là những người người ta nói lên được cái tiến độ hay nói lên được cái kết quả. Vừa qua thị trường cũng đã nghe nói đến những phương pháp mà book building có thể áp dụng trong các cuộc đấu giá cổ phần. Và vậy thì xin Bộ có thể chia sẻ thêm về cái tiến trình cũng như là cái dự định mình sẽ áp dụng cái phương pháp này như thế nào trong thời gian tới ạ? Mà theo thông lệ thị trường thì đây giờ hiện nay các nước đang áp dụng. Thì vấn đề này thì chính phủ đã thấy được và đã đưa vào trong cái nghị định 26. Và ngay cả thoái vốn của cổ phần hóa sẽ áp dụng cái biện pháp này. Hiện nay chính phủ đang giao cho Bộ Tài chính, Bộ Tài chính giao cho Ủy ban Chứng khoán đang phối hợp với các đơn vị trong đó có chính nghiệp sớm nghiên cứu để trình ban hành trong cái quý 1 2018 để chúng ta áp dụng. Tất nhiên để triển khai cái này thì ngoài cái việc chúng ta hoàn thiện thể chế thì công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu, cho doanh nghiệp hiểu, cho các nhà đầu tư người ta biết để người ta chuẩn bị thì là một cái vấn đề rất quan trọng. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là trong quý 1 2018 đây thì công tác tuyên truyền sẽ phải tăng cường hơn, giới thiệu cụ thể hơn. Nhà đầu tư nước ngoài cũng biết rồi, nhưng nhà đầu tư trong nước cũng phải biết, người dân cũng phải biết, lãnh đạo doanh nghiệp phải biết thì để khi áp dụng vào là chúng ta thông suốt, tránh vấn đề mà nó không thông suốt thì nó dẫn đến vấn đề là không hiệu quả và có thể sai phạm. Thế thì đây là một trong những cái vấn đề mới thì cũng rất mong rằng tới đây thì các cơ quan báo chí sẽ hỗ trợ giúp cho chính phủ Việt Nam để áp dụng được cái hình thức này. Thì đây là một phương pháp tiên tiến nhất để chúng ta đảm bảo bất kỳ cái phi vụ hay một thương vụ thoái vốn nào nó thành công mà đảm bảo được công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Thì là trong quý 1 sẽ xây dựng chậm nhất là 31 tháng 3 sẽ phải có xong dự thảo để có thể ban hành trong quý 2. Và nếu mà được thì những doanh nghiệp nào mà Thủ tướng phê duyệt cho áp dụng thì có thể áp dụng ngay được. Bởi thực sự cái này thì các tư vấn quốc tế người ta đã áp dụng rồi, chỉ có mình xây dựng khung khổ pháp lý, quy trình thôi. Đây hoàn toàn là quy trình để các doanh nghiệp người ta tiếp cận và ta áp dụng. Thì hy vọng và với cái phương pháp này thì các cái thương vụ mà thoái vốn lớn và cổ hóa lớn ở Việt Nam sẽ thành công hơn. Vậy thì trong năm 2018, anh có thể chia sẻ những cái tên của tổng công ty hoặc doanh nghiệp nhà nước có thể là trong kế hoạch cổ phần hóa thời gian tới ạ? Thì là trong quý 1 sẽ xây dựng chậm nhất là 31 tháng 3 sẽ phải có xong dự thảo để có thể ban hành trong quý 2. Và nếu mà được thì những doanh nghiệp nào mà Thủ tướng phê duyệt cho áp dụng thì có thể áp dụng ngay được. Bởi thực sự cái này thì các tư vấn quốc tế người ta đã áp dụng rồi, chỉ có mình xây dựng khung khổ pháp lý, quy trình thôi. Đây hoàn toàn là quy trình để các doanh nghiệp người ta tiếp cận và ta áp dụng. Thì hy vọng và với cái phương pháp này thì các cái thương vụ mà thoái vốn lớn và cổ phần hóa lớn ở Việt Nam sẽ thành công hơn. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông.
Năm 2017, hoạt động cổ phần hóa thoái vốn của cả nước đã có những bước tiến lớn về chất. Với tiền đề này thì cùng với quyết tâm nỗ lực của chính phủ cũng như mọi thành phần kinh tế, quá trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước trong năm 2018 có thể đạt được kết quả tốt cả về chất và lượng. Còn bây giờ, chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.